giới thiệu bộ thành phố siêu xe Seiko với 5 chiếc siêu xe đẳng cấp, kiểu dáng thể thao mạnh mẽ, chi tiết như xe thật, cùng 40 nền thành phố Seiko với 2 ngã tư và 2 khúc cua, và bộ biển báo và đèn giao thông có thể đổi màu. Bộ sản phẩm giúp giáo dục trẻ về luật cũng như các quy tắc giao thông khi đi trên đường. Khuyến mãi cực sốc, giảm giá ngay 40% cho bộ thành phố siêu xe Seiko nhân dịp Quốc khánh Đức vào tháng 10 năm 2016. Giá khuyến mãi chỉ còn 899.000 đồng, tiết kiệm lên đến 600.000 đồng. Sản phẩm đang được bán tại hệ thống My Kingdom và các cửa hàng do Việt Tinh Anh phân phối trên toàn quốc.